giao của mẹ nên là tôi xuân năm mới nè, còn chị phép đang cưới một lời chúc tới của mẹ nên là có một năm mới, có một sức khỏe mới. Còn còn nên là nghe này tôi nhà mình thì xin phép của mẹ đang cho còn đang gì ăn là lá quen mới là cho với hạt là của nhà mình nên là ông ba đây bố mẹ đang nghe ông kêu đông nghỉ cho thằng con không. Đầu xuân cần anh người yêu tính trước hà không nói nhà gia đình thế thì nhà trước hà rất là phấn khởi thôi. Cô đã như thế thôi còn tôi này còn đang thì ăn thì học với cá lên chủ yếu hết về cảm ơn đấy đấy phấn khởi cho trước hà đó tận y rồi mong tận y ô dung thì giáo hà thì có mà chi mà chén hao nhạt mà cái năm tiếng mừng phía năm tháng đó thì nó ăn thôi mời tận y ô dung thế giờ đó là vui cho bố mi đó. Còn thì cảm ơn năm mới của mẹ đấy, như này còn thì còn một thời gian đang thì tôi là của nhà mình, đây thì có một ai đang thì cảm tính đây, còn là của mẹ đang thì kêu đồng ý cho thôn còn đang không đi qua lại là sẽ thoải mái hơn. Thôn còn có hạt trước hạ đi dòng cô đã thì mới tá, nơi chưa hiểu hết mới thành thì có cái lòng thương. Cái tình cảm mà hai con thôi con làm tôi thế đàn y với vô đàn tôi là tôi khả cảm ơn phấn khởi đó rồi. Dạ. Đàn y đối dòng nọ với thông cám cho tôi khả. Rồi là cũng thấy là quen cái hà đó thôn có chi là để y từ giúp đưa lên hà đó. Đây dòng cô đó y biết là bay mấy cá mấy tình cảm đàn y như với vô. Bây giờ thôn đàn con bây giờ cảm thấy tình cảm như đàn in với dung đàn con bây có nhất gì ở chăng. Thế qua là tước khả, thế qua phấn khởi. Thế tương lai cho đàn con bây đại người con đâu. Đàn con bây mong phấn khởi chăng. Nhất chỉ tình cảm của đàn in với dung chăng. Thế đàn con bây cứ tiếp hao đại, chả hằng to. Hồi xuân năm mới nơi, đàn in với dung. Xin phép bố mẹ là cho xuân con thêm nước à. Phấn khởi là mong mong nó đi đàn con rồi. Phấn khởi đó. Lúc để qua thuế khả hồi để mong mong rằng thôn đàn con với cá lên có tôi có tỏ có gia đình hạnh phúc làm năm để qua là tước khả. Thế ngõ theo tương lai phải qua một phấn khởi đàn con rồi phải mong người đó hồi nhất trí đó. Cảm ơn nó này. Bằng trường thì ra bố mẹ cho là còn đang tỷ dung cho gia đình cho là gì hỏi thăm sức khỏe gia đình cho là gì bản bố mẹ đồng ý cho con cái mặt khác cho là con đi bằng ưa thì đã bằng chơi thì đã còn đi chứ bằng chồng đi đang già đây ưa học ưa tuổi mấy cái gia phô vậy tôi cảm phấn khởi để nhảy các ồn đã cho là trong bán huồn nó cũng đi thuần còn đang bê tân ổn đó là màu với kha đó là còn đi tân bố mê đình môn chẳng mong mong cái đi đi dạ rồi là còn xin kéo đam mê bố mê đó là hà ổn đó là tiêu dung nhiều cân mấy nhỉ bố giờ là thông cảm thì con hạ đó đi cho cõi chỉ có là làm nhạc thành y hay sao mà ổn đó xin đỡ người thành y đó. các bạn ơi, nhớ đăng ký kênh Lệ Thơ để theo dõi rất là nhiều những cái video rất là đặc sắc, rất là hay của văn hóa ẩm thực của người Mường nha các bạn nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.